khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trang kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài. Nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vừa lưu bút nơi. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi mãi mãi bay xa, xa rời ta
còn lại mình ta trong nỗi nhớ. Là bị chìm so với mọi người ấy. Vui có mà cũng có buồn. Lớp là khá đoàn kết. Khi mà vui nhất là lớp mình những đợt đi chơi ở sông Hồng. Như nào đấy thì mọi người tất cả như mùa về cái thời trẻ con, không vô lo, không nghĩ, không nghĩ ngợi cái gì, cũng chỉ vui cho hết mình, thỏa sức tất cả mọi thứ thôi. Thì đấy là những lúc mà mình cảm thấy mà cả lớp tinh thần đoàn kết và vui nhất. Và đây ạ, các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ không? Chúng mình đã làm một đoàn tàu như thế này. Và thực sự là mình không thể nào quên được những cái buổi đi chơi như vậy. Và mình chắc chắn rằng những cái ký ức đó là những cái ký ức vô cùng đẹp đẽ ở trong tim mỗi người. Cảm ơn các bạn đã cho mình những ký ức vô cùng đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vui là vì chúng ta phải có duyên thì mới gặp được nhau. Còn buồn là vì là lúc đó là phải chia tay các bạn. Tuy rằng bớt tiền nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng mà nó sẽ để lại những kỷ niệm kỷ niệm khó quên cho mọi người và cho mình. Thì mình rất là vui lựa chọn ngồi Vận Linh, rất là vui là dê cả nào. Đây. Thực sự là thời gian ngồi cùng nhau không nhiều vì nói chuyện nhiều quá nên là cô cũng đổi chỗ. Thực
ra lúc ban đầu mà khi mà bước vào lớp A1 ấy, thì bọn em cũng cảm thấy rất là ngại ngùng mà cũng là chỉ chơi với các bạn ở Tân Lập thôi ạ. Và lúc đấy rất là ngưỡng mộ các bạn Tân Hội vì các bạn Tân Hội rất là kiểu hòa đồng ấy ạ, mà rất là thông minh. Và đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy là đó là một điều rất là sáng suốt khi mà là thành viên của A1. Cái này nó sẽ không phải là do mình lựa chọn mà do được lựa chọn. Đó là trong suốt 3 năm cấp 3 thì em cùng với Huyền Anh đồng hành với nhau hầu như trong hầu hết các cái hoạt động của lớp. Và bọn em cùng nhau tổ chức chương trình hay là cùng nhau lên ý tưởng cùng các bạn nữa tổ chức các hoạt động cho lớp thì mình cảm thấy là có rất nhiều những kỷ niệm và những cái đấy là những cái mà hành trang mình mang theo thì đến tận bây giờ. Khi học cùng các bạn thì các bạn học em thấy các bạn ấy học rất là giỏi và thì điều đấy đã khiến em luôn kiểu coi các bạn ấy là một hình mẫu để em phấn đấu để có thể cố gắng hơn. Lúc đầu thì chỉ đi học vì nghỉ để sống chế, tức là vì nó không có những môn kia. Nhưng mà sau này khi mà mình học xong và đi làm thì em càng làm càng thấy yêu công việc của mình. Thì em nghĩ đấy là lựa chọn của em. Cảm ơn mọi người. Là đáng tiếc bởi vì tại sao lúc ấy mình lại trẻ con mà mình lại nhỏ nhen, mình lại như thế kiểu phân biệt gì mà lúc ấy tôi là cơ hội hay sao đấy. Nhưng mà không sao bởi vì bây giờ chúng ta đang là một tập thể vô cùng đoàn kết và em cảm thấy đó là một điều vô cùng và đáng quý. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái lựa chọn sai lầm trước đó nó chỉ đơn giản là những thứ nó bắt buộc nó phải xảy ra để mình đến lúc đó là mình biết được mình thực sự là mình muốn gì và mình cần gì. Thì em cũng muốn gửi đến cả lớp một cái câu ngạn ngữ của người Anh em rất là nhớ, là one day you see that every wrong thing life was right. Tạm dịch là đến một ngày bạn sẽ không còn đau đớn bởi những cái sai lầm trong quá khứ nữa. Rất cảm ơn. Em cảm thấy rất là vui, đó là hoạt động bóng đá nữ thì mình được rất may mắn vì được chọn tham gia. Và rất là vui vì đã chiến thắng được cái vòng đầu. Khi mà được các bạn mà cổ vũ và tung hô thì mình rất là cảm thấy hạnh phúc. Đó là lớp chúng ta rất là đoàn kết, lúc nào cũng sẽ là dù đá bóng nữ hay đá bóng nam thì gần như là đến khoảng 80%, 90% lớp mình đã đều đi và cổ vũ cho các bạn rất là nhiệt tình. Đúng rồi, hết breaker mất khoảng một tuần. Một tuần. Dài quá bạn ạ, một ngày thôi. Thế là thật sự mà nói là đấy là chắc là buồn nhất 3 năm cấp 3, buồn nhất một tuần xong đấy hết. Buồn nhất là một tuần. Là cái người mà mỗi cấp là mình chuyển trường 2 lần. Thế là khi mà chuyển về A1 thì các bạn rất là hòa đồng và tức là quấn mình theo cái tình cảm của các bạn. Thật sự có lẽ là vì lớp mình rất là tình cảm, cũng rất là có một mối quan hệ gắn kết với nhau. Mình thấy là rất là may mắn được vào làm bạn của các bạn, được học lớp 3-1 và được là học sinh của các thầy cô. Tớ cảm giác là tớ vẫn có vắng mặt trong nhiều hoạt động. Và tớ sau khi học hết cấp 3 mình chỉ ước là mình sẽ chơi nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn nữa. Đấy gọi là trẻ không chơi già hối hận. Xanh lá nhưng không hề xa lánh mọi người nha. Mình vừa quay sang nói chuyện với Thu có một tí thôi nhưng mà đã bị bắt đứng lên bảng. Và cái học kỳ đấy mình bị hay kiểm trung bình. Kiểu cảm giác là hơi bực bội một chút vì tại vì mình cũng không có mắc lỗi gì nhiều nhưng mà cái học kỳ đấy mình đã bị hay kiểm trung bình. Hôm nay là có một sự giận này. Đó, thực sự là có một sự giận. Thì mình cũng nói ra luôn ở đây để lần sau chúng mình mà có một cái cuộc 20 năm đi thì chúng mình lúc đấy chúng mình sẽ cố gắng là chính xác thời gian một xíu để cho cái chương trình của mình nó chạy đúng thời gian, không ảnh hưởng đến những bạn khác. Đó, nhưng mà rất là may là các bạn đến và các bạn cũng đã hoàn thành được phạt đầy đủ nên là cũng hết giận rồi. Chưa quyết. Còn một số bạn chưa nộp thì lát nữa sẽ nộp sau. Đó thì hôm nay cũng chỉ có một chút giận chút đấy thôi, còn lại thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái tổng thể của chương trình từ sáng đến đâu, là mình cảm thấy vẫn rất là vui. Cảm ơn các bạn. Và thực sự thì em luôn nhìn thầy Hào là người mẫu, người hình mẫu để hình mẫu để em học tập, để làm sao luôn luôn khi đi dạy học sinh luôn luôn làm sao tâm niệm một điều rằng là mình
mình dạy học sinh sao cho học sinh cũng quý mình như là học sinh quý thầy Hào vậy, như lớp A1 quý thầy Hào vậy. Từ cái lúc ra trường hay là gì đấy, ở lớp mà có những hoạt động gì mình sẽ sắp xếp hết thời gian để mình có thể tham gia trọn vẹn từ đầu đến cuối, nghĩa là sẽ dành tất cả những cái tâm trí ở trong từ cái giây phút đó. Chắc là giận là khi mà mình không được cho chép bài thôi, còn đâu mà cảm thấy rất là vui khi mà ngày trước được ngồi cùng với Tâm Tọ nhá, vì Tâm ấy đang đi hổ chị, đang đi hổ chị, nhưng mà bạn ấy sẽ nghe thấy hôm nay được anh em mình chia sẻ đó là cái ngôn ngữ khác thì mình không biết một cái gì cả, nhưng mà được cái Tâm rất là chủ động nhắc bài luôn. Sướng ơi là sướng, là ngồi cùng Tâm sướng lắm. Xong cái ngày đó không biết bạn ấy còn đi đâu ấy, xong bạn ấy còn tặng cho một cái móc chìa khóa hình gấu trúc đến tận bây giờ vẫn giữ. Nên là đợt đấy mình nhớ là lớp mình hay ăn bánh mì Bà Hương, nên là sáng nào cũng order bánh mì. Và thật ra là khi bánh mì của mình đến mình ăn rồi thì mình bị cướp mất. Ai kêu bảo ai quyết à? Mày cứ nói thẳng tên ra. Mình bị cướp ăn bánh mì ngay trước khi mình ăn, mình giận. Mình giận đến bây giờ. Quyết, quyết rồi. Mình sẽ chia sẻ đấy bạn Huỳnh. Có lẽ là lần đầu tiên xin phép được nói lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Thì vẫn nhớ cái hồi lớp 10 được nói một câu, đấy là ai không làm ở lớp thì ra khỏi lớp. Thực ra là không biết các bạn còn nhớ không, nhưng mà đến bây giờ vẫn nhớ, bởi vì là chưa thể nói lời xin lỗi các bạn. Đến bây giờ khi mà mình cũng đã trải qua nhiều thời gian mà mình đã trưởng thành hơn, thì chỉ mong bản thân và các bạn sẽ giữ lại những cái điều và nó là những cái điều tốt thôi. Lời nói mà làm cho các bạn cảm thấy không ok thì cho tôi xin lỗi, và xin lỗi thầy. Thực ra là cái quãng thời gian 15 thì đúng như các bạn nói là đúng như ngày hôm qua. Giai đoạn mà thầy chuyển trường, sau đó chuyển trường về ấy, thì lại đi quay lại cái dãy hành lang phía sau của nhà D, chỗ mấy cái phòng tin, phòng thực hành mà dạy thầy dạy đội tuyển ở phía sau đấy. Thì cái phòng mà lớp chúng ta ngồi vẫn có các cái chữ ký ở trên cái tận cái xà ngang, đúng không? Đấy, thầy thấy rất nhiều các cái tên viết ở trên đấy là của lớp mình. Thực ra cái kỷ niệm với lớp mình thì rất là nhiều, và cũng rất là may mắn và tự hào là được gắn bó với tập thể lớp chúng mình, một tập thể lớp rất là đoàn kết, và có rất nhiều các kỷ niệm đẹp, và cũng được tham dự các cái sự trưởng thành, được nhìn thấy sự trưởng thành của lớp mình, cũng như là những bạn đã lập gia đình thì cũng được đến tham dự các cái cuộc vui của lớp. Nói chung là được tham dự khá nhiều những cái hành trình mà lớp chúng mình trải qua, và qua đây cũng cảm thấy vô cùng là vui, và rất là cảm ơn các trò cũng đã đi đến thầy khi ở trong những cái cuộc vui của lớp, cũng như là cuộc vui của cá nhân, cuộc vui của gia đình. Và thực sự đến buổi lễ ngày hôm nay thì lần đầu tiên là được gửi chúc sức khỏe đến tất cả các trò và gia đình, đặc biệt là các gia đình nhỏ và các trò luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và cũng rất mong là trong tương lai sau này thì chúng ta vẫn tiếp tục một cái lớp rất là đoàn kết, và sau này chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau và sẽ có những cái kỷ niệm với nhau nhiều hơn nữa, và sẽ cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, từ những bạn thành công hơn chúng ta, những bạn khó khăn hơn, chúng ta có một cuộc sống thật cả là ý nghĩa, thật là trọn vẹn, để sau này là khi chúng ta thực sự là những người ông người bà, chúng ta quay lại nhìn lại cuộc đời chúng ta đã sống, chúng ta thấy rất là vui, và mình đã sống hết mình một cuộc đời như thế. Cảm ơn các trò.
chút cùng với người hơn. Hai đi các bạn ơi. Sẽ luôn bên cùng bao ước mơ. Và vì tôi cách xa 8 năm học trò, người nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài xưa dân không trắng Thank you.